Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm bánh bột mì nhân đậu xanh nướng dảo. Loại bánh này cực kỳ dễ làm, không cần men nở hay lò nướng. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Đây là 150g đậu xanh mình đã ngâm được 2 tiếng. Bây giờ mình cho nước vào và nấu cho đến khi nó mềm. Khi nó bắt đầu sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ và mở nắp để nó không có bị tràn nha. Khi nó bắt đầu cạn hết nước thì mình đảo đều để tránh cho cái phần bên dưới bị cháy. Mình nấu cho đến khi nó nhừ ra như thế này là được. Sau đó mình cho vào 30g bơ lạc và 60g đường. Trộn đều lên cho nó thấm vào nhau. Nếu không có bơ lạc, các bạn có thể sử dụng bơ thực vật như là tường an cũng được nha. Tiếp theo là phần vỏ bánh, mình sử dụng 200g bột mì đa dụng, 40g đường và 1/2 muỗng cà phê muối. Mình trộn lên cho nó đều. Tiếp theo mình cho vào 20g dầu ăn và 90g sữa tươi không đường. Các bạn chia sữa làm 2 lần cho vào để dễ thấm. Bây giờ mình chuyển qua dùng tay để nhồi cho nó dính lại thành một khối. Mình tiếp tục nhồi thêm 5 phút nữa để cho cái bột nó hơi mịn lại là được, không cần quá mịn nha các bạn. Trong lúc nhồi, nếu mình thấy bột hơi cứng quá thì các bạn thêm một ít sữa vào cho nó mềm lại. Nhồi xong thì mình chia bột ra thành từng phần nhỏ, mỗi phần khoảng 40g. Phần bột chưa dùng tới thì các bạn đậy lại để nó đừng bị khô. Đối với phần tạo hình, đầu tiên là mình sẽ cán cho nó dẹt ra theo hình tròn. Sau đó mình cho nhân đậu xanh vào giữa. Xong mình xếp cái phần vỏ bên ngoài lại sao cho cái phần nhân nó nằm gọn phía trong và không bị trào ra. Sau đó các bạn ép thật chặt cái phần mép bột lại. Mình vo cho nó tròn lại nữa là xong. Các bạn có thể ấn cho nó hơi dẹt xuống một xíu cũng được. Tiếp theo mình sẽ cho bánh vào chảo không dính để nướng. Mình sẽ đậy nắp và để lửa nhỏ trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút mình kiểm tra cái mặt bên dưới, nếu nó đã vàng thì mình trở mặt lại. Trở mặt xong mình tiếp tục đậy nắp và nấu thêm 6 đến 7 phút nữa là được. Các bạn canh cho đến khi cái mặt bên dưới nó vàng như vậy là được nhé. Vậy là mình đã làm xong món bánh bột mì nhân đậu xanh nướng chảo, rất dễ làm. Bánh này cả phần vỏ và phần nhân đều rất mềm và thơm. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.